Dạ. Đã đi rồi, quay trở lại đây làm gì nữa? Dạ, hôm qua con dọn đồ nhưng mà còn sót vài món, cho nên con tính hôm nay qua dọn ạ. Vậy thì lên đó ráng tìm kỹ đi, ráng làm sao đừng quay lại đây nữa. Em có điện thoại thì nghe điện thoại đi. Anh Bách, nãy giờ anh bận hay là đang làm gì mà không trả lời tin nhắn em vậy? Hay là anh đang ngồi kế chị Uyên hả? Cả hai đúng rồi mà sao? Nói đi, nói đi, nói đi. Em trịnh trọng thông báo cho anh biết là hôm nay em rất là siêng năng và chăm chỉ để dọn nhà, không còn một hạt bụi nào, để chiều nay đón với Cherry đáng yêu qua ở cùng á. Anh thấy em có giỏi không? Cảm ơn em. Nếu mà Cherry có chuyện gì á thì cứ báo cho anh nha. Miệng thì cứ kêu là Cherry cần gì thì nói, nhưng mà trong lòng thì muốn Kim có nói chuyện với em đúng không? Anh đừng có ngược em nữa, anh cứ vậy thì em càng thích anh hơn thôi á. Anh đang bận rồi, anh làm việc nha, chào em. Sao anh cứ ngược tôi hoài à? Dù gì thì sau này ảnh cũng là của tôi mà. Thanh xuân như một tách trà, ngược qua, ngược lại, hết bà thanh xuân. Mẹ. Ủa, nãy giờ mấy đứa ngồi đây chưa làm gì hết trơn hả? Hai bà lên trước đi, tôi lấy đồ lên. Giờ con dọn rồi mẹ. Thầy Nguyên nó cư xử như vậy, sao tự nhiên em cảm thấy chạnh lòng quá. Hôm bữa đó em thấy nó đi với một cậu con trai, chắc có lẽ là vì người đó cho nên mới thay lòng đổi dạ. Ủa em, bộ người khác giới đi chung với nhau là bồ bịch hả? Nhiều khi họ là đồng nghiệp thì sao? Nè, chị thấy con Nguyên á cũng là người nặng tình. Thôi thì nếu mình thấy Nguyên với Bình nó còn có cơ hội á, thì em để cho tụi nó tự do trở lại với nhau đi. Không đời nào đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ không bao giờ chấp nhận cho hai đứa nó quay trở lại với nhau. Thằng Bình của em có thua kém gì ai chứ? Không lẽ nào em không tìm được cho nó một người môn đăng hộ đối? Có rồi đó, con Châu đó, môn đăng hộ đối đó. Con Châu là khác. Bởi vì ban đầu em quá chiều chuộng nó cho nên mới thành ra như vậy. Hơn nữa bên ngoài kia có thiếu gì người phù hợp với thằng Bình. Cô Tùy Anh ơi, chút nữa cô chơi cờ tỷ phú với con nha. Ok, chút nữa mợ sẽ chơi với con. Nhưng mà hả, tối nay con phải ngủ với mợ nha. Bà ơi, sao mợ hoài vậy bà? Bà cũng không hiểu nữa. Hình như là cái đầu có vấn đề. Mợ. Mợ ơi, mợ có xấu hổ không mợ? Đã quá cô ơi. À, cái thứ bông nữa kìa. Đây, mẹ này dễ thương ghê. Cô, con nói cô nghe nha. Công nhận á, phần cô đẹp thiệt á. Nhưng mà chỉ thua phần con có tí xíu thôi à. Nhưng mà mở nói cho Cherry nghe nha. Hôm nay ngủ mà quậy quọ là mở sẽ kêu cậu Bách tới trước con về luôn. Nghe chưa? Ủa, nhưng mà sao cô cứ gọi mở hoài vậy? Thì tại vì mở thích. Thôi, con đi ngủ đây nha. Sớm, ở đây nói chuyện chút. Thôi, con có thói quen là ngủ đúng giờ. Mà nếu con ngủ sai giờ mà ngủ trễ quá thì chắc chắn con sẽ già đi rất là nhanh. Mới có chút xíu mà sợ già. Mẹ chồng nặng sâu, ai ai cũng nhìn thấy.